Chào các bạn, đây là thành phẩm của món thịt kho nước dừa mình vừa mới làm xong đây. Cái phần thịt rất là mềm, ngon và nó vẫn giữ được cái độ giòn của thịt. Kết hợp cùng với cả dừa như thế này, nó thơm và nó ngon, hấp dẫn lắm các bạn. Rất là đưa cơm. Và làm sao để làm được một món thịt vừa đơn giản, vừa hao cơm như thế này, thì mình mời các bạn sẽ vào bếp của mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món thịt kho dừa các bạn nhé. Cái món này thì ăn cơm rất là ngon và đặc biệt là nó dễ làm nữa. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một miếng thịt ba chỉ như thế này, cỡ tầm 600 gram. Dừa tươi, dừa cùi già một chút thì khi mà các bạn kho cùng nó sẽ ngon. Hành khô, một muỗng cà phê tiêu, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 phần 2 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê dầu hào và 2 thìa canh đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Thịt ba chỉ sau khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch với cả muối, nước muối loãng ấy. Sau đó thì các bạn sẽ thái hình cả con chì như thế này. Một cái miếng thịt nó có cái độ dày là tầm 1 cm. Thì khi mà các bạn kho thịt ngấm gia vị nhanh. Sau khi mà thái xong thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô nhé. Cho thịt vào. Trần qua với một chút nước nóng. Thêm vào một muỗng cà phê muối. Để 5 phút. Bây giờ đến phần cùi dừa nhé. Cùi dừa này thì các bạn sẽ cắt thành những cái miếng vừa phải, nó có cái độ dày là khoảng tầm từ 0,5 đến 0,7 cm như thế này. Hành khô đập dập bằm nhỏ. Hành này thì các bạn sẽ chia ra 1 phần 3 để ướp và 2 phần 3 thì chúng ta để lát nữa phi thơm. Phần thịt sau khi mà các bạn để 5 phút như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ rửa sạch để ráo nước. Các bạn sẽ chuẩn bị một cái tô lớn, sau đó cho phần thịt vào đã để ráo nước. 1 muỗng cà phê tiêu, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 phần 2 muỗng cà phê muối. Hành khô bằm nhỏ, dầu hào, sau đó thì các bạn sẽ bóp đều để phần thịt ngấm gia vị. Các bạn sẽ ướp trong khoảng thời gian là 30 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ cho cái phần đường vào đây nhé. Thêm vào một chút xíu nước. Các bạn đun đến khi mà đường chuyển sang màu nâu cánh gián là được. Khi các bạn thấy cái phần đường nó chuyển sang màu nâu cánh gián rồi thì các bạn sẽ cho cái phần hành khô vào, các bạn phi thơm lên nhé. Sau khi mà các bạn thấy cái phần hành nó thơm rồi thì các bạn sẽ cho cái phần thịt vào, các bạn đảo qua, xào qua nhé.
Khi mà các bạn thấy cái phần thịt nó săn lại rồi thì các bạn sẽ cho nước cái phần dừa vào đây nha. Đảo qua một chút. Tiếp nữa là các bạn sẽ cho cái phần nước vào. Và các bạn sẽ đun trong khoảng thời gian là 30 phút. Sau 30 phút nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã nấu được 30 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ mổ cái phần vung ra nhé. Và mình sẽ làm tiếp. Lúc này thì các bạn sẽ nêm nếm gia vị để cho cái phần gia vị nó được vừa vặn. Các bạn đảo một chút này. Cái món này là các bạn nấu sẽ phải xềnh xệt lại một chút cho nó. Lúc này thì các bạn sẽ mở vung, thịt lúc này cũng bắt đầu mềm. Mở vung để cho nó bay hết cái phần hơi nước đi. Mình sẽ nêm thêm một chút bột nêm nha. Cái độ mặn nhạt các bạn tùy theo khẩu vị gia đình để các bạn nêm nếm làm sao phù hợp với gia đình mình. Từ lúc mà các bạn nêm nếm gia vị này, các bạn chỉ cần nấu thêm 10 phút ở lửa trung bình là nó sẽ sệt lại nha. Sau khi mà các bạn đã đun thêm đến khi mà các bạn thấy cái phần nước kho nó đã sệt lại như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Sau khi mà các bạn cho ra phần đĩa như vậy thì đừng quên thêm một chút tiêu lên phía trên như thế này nha. Đó. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn, hôm nay